Bơi, mình ở đây được bao lâu rồi bơi? Mình ở đây chắc cũng tầm 2 tháng rồi kể từ cái ngày đó. Chúng ta đi được nhiều ngày rồi các con à. Chúng ta cũng đã khá mệt rồi. Mẹ con cũng đã đổ bệnh rồi nè. Thì ba bây giờ ba sẽ đi lấy đồ ăn về cho mấy đứa ăn. Thì mấy đứa ở lại đây đừng có chạy giỡn lung tung nha, coi chừng bị lạc đó. Cái con đi chơi tí nha ba. Không có được, ở Đi. nhà. Ở Mệt lại muốn với mẹ. xỉu mà còn muốn chạy lông nhông ha. Sao em lì Ở quá lại vậy? ở nhà với mẹ. Sao em quậy quá vậy? Ở nhà với Ba mẹ đi. nè. Không biết rồi. Không hiểu Ồ. rồi. Ngồi ngồi ở đây đợi ba về đi, rồi xong rồi ba sẽ đem thức ăn cho về. Thấy xung quanh không, những cái hàng xóm của đang chuẩn bị đi ngủ hết rồi nè. Có cái cô nè, cô cổ dài nè, cô đang ngủ nè, cô ngủ cô Ờ banh không. đó, cô cổ dài cô đang ngủ đằng đây nè, thấy Trời. chưa đó, ai cũng ngủ hết rồi, em đừng có chạy vòng vòng chơi. Lúc người ta ngủ là lúc mình phải nghịch, nên hiểu không? Lúc đó mình thoải mái nhất. Mẹ mẹ đang bệnh á, em làm gì làm. Hi hi hi. Đừng chạy đi đâu vậy? Em đi vòng vòng một tí xíu thôi. Tí xíu Tí thôi. tí về anh mát mà ba bây giờ. Shit. Em Ôi. còn sợ. Không sợ. Đây gì vậy? Ý coi chừng á, đừng. Đây là cái gì á? Anh cũng không biết Ba. nữa. À, anh ơi. Anh ơi. Anh ơi, cứu em. Ôi. Anh ơi. Sao cái này là gì? Mình rớt À. xuống nước rồi. Rồi. À. Ba ơi, kêu 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 ba ra cứu ba ơi. Ba ơi, cứu Cái con con. ơi, cái con đâu rồi, cái con ơi. Con bị té xuống nước nè, ba ơi cứu con. Con bị té rồi. Mấy con ơi, mấy người làm cái gì vậy? Mấy người làm cái gì vậy? Mấy người làm gì mà bắt con tôi? Đi về đâu Ra. vậy ba? Ba mình bị gì rồi? Ba ơi. Ra. Ba Ra. đâu? Ba ơi. Ra. Ra. Hả? Ba ơi. Ba bị gì vậy? Ôi ba trên kìa. Mình phải tìm cách lên thôi anh ơi. Làm sao lên? Ba Mình đâu có biết phương ba trình bị bày đâu. kẹt rồi. Không. Ba Không. ơi. Ủa có Đúng tiếng con gì cô vậy? kìa anh. Đây tiếng gì vậy? Anh cũng không biết luôn. Cái con ơi, cái con có sao không? Con Thả ta ra, thả ta ra, Bà ơi. da bị bắt rồi. Ai bắt bà vậy? Con người, Ôi, con ai vậy? cầm Ai vậy? súng kìa, ghê quá vậy. Con người, ai vậy? Con Thả người, ta ra. Đây. thả ta ra. Ủa con người Ai cầm vậy? súng bắn ba Ai mình vậy? kìa. Lạ quá ơi. Rồi vậy là tụi Đâu? mình bị con người bắt hả? Không, À. đừng, thả ba tôi ra, thả tôi ra. Anh À. ơi. Bồi chán quá à. Mỗi ngày phải ở đây có mấy người xung quanh đồ nhìn buồn quá à. Bây giờ chúng ta phải chịu khó thôi các con ơi, bây giờ không còn cách nào khác hết, chúng ta phải chịu khó chịu đựng một thời gian để chúng ta có thể thoát khỏi nơi này vào một ngày nào đó thôi các con ạ. Nhưng mà con khó chịu lắm, ngày nào cũng bị nó nhìn hết kìa. Bọn nó Đi. nhìn thì bọn Có nó tiếng nhìn thôi, cười. bọn nó đâu có đánh đập chúng ta đâu, mấy con Có tiếng phải cười biết rồi. Muốn yêu cắn đời hơn một chút. Con buồn quá, không có gì chơi á. Bị cái tối ngày bị nhốt giống như trong đây một cái chuồng ấy. Chỉ do các con ham chơi mà chúng ta mới bị bắt vô trong này đó. Đâu phải tại con đâu, tại cái thằng kìa. Tại thằng em Nhâm ấy. ơi, anh đẩy em chứ bộ. Em chạy vô cái hố làm em bị bắt Thôi, đó. Em không không có nhớ gây hả? lộn nữa. Mới có Anh em 2 mình phải tháng yêu thương à. nhau. Nó Không có gây lộn nữa. lì lắm ơi, tối ngày nó cãi hoài à. Nó Ao, bà đánh con. nó lì lắm. Hư hỏng.
Ba dạy biết bao nhiêu lần rồi, ba đã nói là ở kế bên mẹ rồi, bây giờ không biết mẹ ở đâu để tìm nữa nè. Con nhớ mẹ quá à. Ba cũng nhớ nè. Ồ, không biết là lúc đó là mẹ có chạy thoát nổi không hay là mẹ bị bắt luôn rồi. Ba đang rất là lo đây. Đói bụng quá à. Sao giờ này chưa có người gì cho mình ăn nha. Bình thường là giờ này là sẽ có một cái ông đem đồ ăn lại mà nhốt tụi tôi trong này mà không cho tụi tôi ăn là sao? Tôi dậy cười thôi. Biết đứng cười thôi. Tin tôi hả, phá chuồng hỏng chuồng mà. Cái tường thành này xây chắc chắn quá ha bơi. Mình không có thể nào mà chui ra được á, ba thử cào cào thử coi. Ở đây nè, có mấy cái người á hả mà không biết là họ làm gì nữa. Họ coi, họ đứng rồi mà họ còn quăng đồ chơi xuống đây cho mình nữa. Chuyện có chú ném xuống, không có bảo vệ vệ sinh môi trường gì á. Có hình con bò, đồ chơi con bò. Ước gì đó là con bò thật, mình cũng nhai ba luôn rồi. Ba ăn bò lâu lắm rồi, ba không được ăn bò. Con gì đây, không biết, con rồng. Hả? Con này con rầm. Con rồng. Phải không, phải không? Anh đó giờ anh chưa biết con rồng luôn á. Ồ, cái đây con rồng đâu cho ba coi. Đúng rồi mấy đứa ơi, đây là một con rồng, ba có nghe cụ của mấy đứa nói lại. Con rồng hả? Tại đây là một con gọi là con rồng. Đâu đâu để con coi. Đó là cụ tổ của loài khủng long chúng ta các con ạ. Ồ. Nó biết bay luôn. Tôi biết bay, biết đi. Ba biết bay không ba? Sao mày biết? Sao biết hay vậy? Ai nói mày nghe vậy? Cái cánh kìa. Cái cánh để làm cảnh ha. Thông minh giống anh mày. Thông minh ba thương. Con ơn cha là về con. Ê ba, nó ý là nó nói ba ngu quá ba. Nó còn hơn cha là nhà có phúc ý nó. Mày đứng lại, mày đứng lại cho ba. Mày đứng lại, ba sẽ cho mày ăn đòn thằng bất hiếu. Mày nói ba mày ngu quá. Đứng lại. Đói bụng quá ba ơi. Đói bụng quá. Chắc con ăn ship cho ăn rồi. Nó chưa ship đồ ăn tới cho ba con mình ăn. Chắc con ăn luôn cây nấm mày quá. Ngầm. Con ăn chay đi ba. Ăn cái con màu hồng rồi nè, ăn được không? Đâu con màu hồng nào ba. Sò hả? Ồ, ngầm. Ba ăn sò nè ba. Ngầm. Không được, gãy răng á. Ba bự quá, ba cúi xuống không được. Ừ. Ngầm. Ở dưới đây hình như có cá nè. Ngầm. Chắc ba ăn mấy con màu hồng này quá. Tại mấy con đồ chơi không à. Nó đồ chơi không à ba ơi. Ba ăn đại luôn. Dài nhách. Ôi, trời ơi, ba ăn nhựa luôn ghê quá à. Ba đâu? Nó lạc nhách à, còn chút xíu nào. Ba, ôi, sao có thằng nào màu vàng đứng ở trển kìa. Như trái chuối à. Thằng nào màu vàng như trái chuối. Ghê ba muốn ăn chuối. Ba muốn ăn chuối. Khủng long ăn chuối. Khủng long ăn chuối. Con cũng thích ăn chuối lắm á. Đó giờ lâu lắm rồi bị nhốt ở đây rồi. Tối ngày cho ăn mình ăn thịt bò với thịt cừu không à. Lâu rồi không được ăn trái cây rồi. Hỏi ba. Ba nhìn qua đây đi, ở đây có đường ra nè. Ủa có cái cổng nè ba ơi. Ở đâu? Từ nè từ. Nè. Ủa cổng này sao mà ra? Mà bị đâu, khóa lại rồi. Nè anh đây nè ba. Ủa ba đâu ba thấy rồi, ba thấy rồi. Đợi ba một chút. Ba bự quá ba đi không được. Ba đi chậm quá rồi. Ba mốt đi ta, đi tập thể dục thể thao đi nha. Người cho đồ ăn. Đâu. Đồ ăn tới, đồ ăn. Ê, cụ. Lẹ. Anh chết ra. Ủa anh, cụ ba đói lắm. Từ, để ba thịt cái con này cho mấy đứa ăn. Ba phải chia đồng đều nha. Chia không đồng đều là không được đâu á. Ủa còn con nữa kìa. Ba. Con này cũng con nha. Ngầm. Mấy đứa ăn cái này đi. Cảm ơn ba. Wow, no rồi. Ngày nào nè, mấy đứa thịt nè, mấy đứa ba xé thịt cho mấy đứa ăn nè. Hồi xé rồi yeah. Đó xé ra từng miếng mấy đứa lại ăn đi. Ngầm. Không biết giờ này mẹ mình sao nó. Mẹ mình có được ăn giống mình không? Ba đang rất là lo lắng đây, tại sao tụi nó không nhốt chung mẹ mình ở đây mà tụi nó lại nhốt riêng ra. Hay là mẹ mình chạy thoát rồi không có bị bắt giống mình. Cũng có thể là như vậy. Chúng ta phải điều ba tra. Ba ơi, cẩn thận họ bắt mẹ xong họ bỏ vô
với một thằng khủng long đực khác. Không, đừng có nói như vậy. Thằng là cái thằng bất công hiếu. Bất hiếu. Mày nói cái gì? Cái thằng. Bà đánh mày. Tét đít nó bà, tét đít nó. Mẹ mày đó giờ. Ý, ôi con nhớ rồi, con nhớ rồi bà ơi, ba coi kìa. Coi kìa nó có một đứa hình như con người nó đang đứng nhìn mình kìa. Kìa nó tóc nó màu đó màu gì vậy ba? Màu xanh lá. Màu xanh lá hả? Đó con nhớ hình như là lần trước là nó con nhớ nó cầm cây súng mà nó bắn tụi mình á. Mặt đáng ghét ghê. Ba nhảy lên không tới đâu, ba mập quá. Ba mốt đi tập tập thể dục thể thao đi. Ủa nó thả xuống, ăn chứ đi rồi tính. Ờ ăn đi, mầm. Ngon quá. Nâu quá. No rồi thì mấy đứa đừng ăn nữa, để ba ăn cho ba bự. Ờ để ba ba ăn phải đi. Trả thù cho thằng này, nhưng mà ba ra đây không được, mấy đứa phải tìm cách nào để ba đi ra đây mới được. Ba ra khỏi thời gian này mới được. Để con đi xung quanh coi có đường không. Ừ. Em ơi, em thử kiếm bên phải đi, anh kiếm bên trái coi. Nó nhây em kìa. Nó nhây em là sao? Vô gì? Để ba cố nhảy hết mức coi. Coi cao đến cỡ nào. Tới được nó không? Một. Cố lên. Không được đâu ơi. Cao lắm. Chân ba ngắn ngủng à. Không được rồi mấy đứa ơi. Nhưng mà ba biết, ba nghĩ là mấy đứa có thể leo được lên được cái cây này nè, mấy đứa đi qua bên này được nè. Leo ba bự quá ba không leo lên được, nhưng mà mấy đứa nhỏ mấy đứa có thể leo được đó, ba suy nghĩ là như vậy. Nhưng mà bây giờ trời sáng rồi, đang có người đó, mình làm sao mà mình leo được. Vậy chắc con nghĩ là phải con nghĩ là đợi trời tối đi, đợi mọi người ngủ hết đi rồi con với lại em sẽ thực hiện kế hoạch trốn thoát ở đây thử rồi. Rồi sau đó con sẽ có gì tìm đường thả ba ra. Con thấy ở đây hình như có cái đường nè. Nhưng mà cửa đã bị khóa rồi, ba ra không được. Để coi ở đây có cái chìa khóa nào. Không có rồi em ơi. Ui. Không có. Ba đã nhìn ở đây nhiều lần rồi, không có đường đi ra đâu. Ồ. Cái lồng, cái chuồng này thật là kiên cố. Nu Pakachi. Ê em đây có bong bóng chơi vui nè. Em thích bong bóng màu gì? Em thích màu hồng. Anh thích màu vàng. Ba thích chơi bong bóng không? Đâu bong bóng đâu, ba cho ba coi với. Ba thích chơi. Ba thích chơi bóng không? Bóng. Ở chết cha ba làm bể rồi. Ôi. Bắt đền ba đó không chịu. Ba làm bể rồi. Xin lỗi chết cha ba làm bể rồi. Xin lỗi ba thương, xin lỗi. Lỗi. Gia tài có một chùm bong bóng à, ba phập một cái bể hết bong bóng luôn. Tại răng ba dài quá, ba lỡ chọt hàm răng vô. Ở trên cây có con sóc kìa mấy đứa. Ấy, đâu sóc đâu. Ê. Lên làm thịt đó. Sóc kìa. Ôi như nó cầm bình sữa bú quá ba. Ghê quá vậy. Sóc con rồi. Ôi này sóc con rồi thôi mấy đứa, tha cho nó đi. Nó là sóc con, nó cũng chắc có mẹ như là chúng ta, như mấy đứa có gì đó. Tha cho nó đi. Ở đây có xích đu nè. Ê, ủa cái nào không phải xích đu, cái này hình như con nghe nói là bập bên nè. Cái này gọi là cầu tuột. Bập bên. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Ba có biết cái này, ba cái này ông ngoại không dạy? Ông ngoại à. Ông ngoại á. Ủa ông ngoại sao dạy được? Phải ông nội mới dạy chứ, ông ngoại sao dạy ba được? Đâu có đâu, cái thời gian ba về ở với mẹ con thì ba có gặp ông ngoại con mà. À. Ông ngoại không có dạy. Vậy là ba bị ở rễ rồi. Ồ, có cầu tuột luôn. Ở đây có xích đu luôn nè. Chúng ta phải đợi trời tối cái con. Biết chừng nào trời tối đây. Ủa đây có cái cái nào có đồ chơi bảy chú lùng à. Bây giờ tụi mình chơi đi rồi chút xíu tụi mình hãy đi làm việc đó. Ok, đợi trời tối thôi. Sao trong chuồng này không có để chị khủng long cái nào ở đây hết ha? Ha, ba muốn cái gì? Không, ba không có gì. Mốt con gặp con mát mẹ nè. Mẹ giết cà chết. Mẹ khủng long, mẹ là khủng long, nhưng mà mẹ là khủng long cá, nhưng mẹ khủng long bự hơn ba nữa. Ba sợ lắm. Đối với ba, mẹ là tất cả, ok. Ok. Chán quá à, xung quanh đây chả có gì chơi. Còn tối ngày là mấy cái này không có gì đặc biệt. Có cái con mẹ tóc. Ngày này qua ngày khác kìa. Đâu?
Đó con mẹ đó. Mẹ nào? Đó con mẹ chơi bộ đồ nhìn sáng hơn cái bùng binh nữa đó. Nhìn dưới thì đồ sáng hơn bùng binh hả? Đồ sáng chân vậy đó. À, ở đó không biết. Ui, nhìn chói quá. Ừ, nhìn chói quá, mặc đồ dơ 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 dơ. Có con hàng bận nguyên cái, nó đậu nguyên trái chuối trên đầu luôn. Ờ, thằng đó nhìn vô duyên. Nhìn ba thích ăn chuối nhưng mà ba ghét cái thằng mặc đồ nhìn giống chuối á. Ba nhìn nó là ba muốn ăn á. Muốn ăn ba, ghê quá. Ồ, có cả bảo vệ trên đó luôn mà. Nói chung là bây giờ mình ý, ồ con nhảy lên được đây. Ui, ui. Ờ, à, con đang quan sát. Ồ, có một cái ông tiến sĩ đang nhìn mình kìa. Wow, ghê quá. À, tiến hi... sĩ. Ý, hình như là cái đâu nhìn dạ? Em qua chỗ anh nè. Anh đây nè. Nè, lại chỗ anh nè. Nè. Ờ, à, bây giờ là chắc trời tối mình có thể leo lên cây này. Đi theo một cái đường này là chúng ta có thể thoát ra ngoài đó. À. Con thấy là cái này thông ra ngoài đó ba ơi. Thanh quả chuối. Ờ, ba nghĩ là cái này nó thông ra ngoài tại nó đi qua tới bên này lận. Nhưng mà mấy đứa nhớ nghe lời ba dặn nè, đi ra ngoài là phải cẩn thận nghe chưa? Ok. Chỉ cần mấy đứa tìm cái cửa để mở ra cho ba đi ra ngoài là ba có thể bảo vệ cho mấy con rồi. Con là cẩn thận lắm, chỉ có đứa em của con là hay phá phách thôi. Ừ, kìa. Cái thằng đó là ba lo nhất. Từ cái lúc mà mẹ nó đẻ ra là ba đã không thấy vui khi mà nó ra đời rồi. Hai cha con màu xám mà nó tự nhiên nó màu xanh lá là làm sao? Con cũng không biết là chuyện hai cha con mình cùng màu mà nó khác màu. Ờ, ba nghi ngờ đó lắm. Ừ. Cái đầu nó, trên đầu nó còn có cái tóc màu khác nữa kìa. Ờ, tóc màu đỏ nữa. Ba nghi ngờ cái thằng này lắm, ba không tin tưởng cái thằng này một chút xíu nào. Nhưng mà nói gì thì nói, con là thằng con, ba thương hết, ok. Ok. Yeah. Ba giống như là người ba thai của con vậy. Ủa? What? Thôi, giờ con nãy giờ con chơi mệt rồi, thôi con đi ngủ đi, đợi trời tối rồi cùng mình sẽ thực hiện một cái phi vụ. Thôi con ngủ đây nha. Đi ngủ mấy đứa ơi. Ba có cái nệm ở đây rồi, ba đi ngủ. Thôi con ngủ trong góc này được rồi. À, trời tối rồi. Trời tối rồi. Ngủ cũng được một giấc rồi. Ôi. Ôi em. Ok mấy đứa nha đứa. Hả? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bàn chiến lược. Cái chiến dịch này thôi. Chiến dịch. Bây giờ chúng ta sẽ bàn chiến lược. Bây giờ ba thấy ở trên cái cây này nè, mấy đứa có thể đi trên cái cây này được. Mấy đứa nhỏ mới thiệt, mấy đứa có thể đi trên cái cây này được. Mấy đứa có thể đi lên cái thang dây này. Mấy đứa kiếm tìm đường đi ra ngoài và tìm cách quay ngược lại đây cứu ba. Ồ, ok. Bây giờ con thấy trên đây là mọi người cũng gọi là đi ngủ hết rồi đó. Biết ai chỉ ba cái cách đó không? Ai? Ai? Bị sốc nè. Sốc hả? Ghê vậy. Ôi. Sốc luôn hả? Cảm ơn nha bạn sốc. Ủa ba biết nói nhiều tiếng ghê á, ghê ba, thiệt. Ba biết nói chuyện với sốc luôn, ghê thiệt chứ. Ông nội dạy, cái này là ông nội dạy. Ông ngoại không biết cái vụ này, ông nội biết gần vụ này lắm. Chuyện với sốc. Vậy mà bây giờ mình phải đi lên ấy, nhảy lên, cố nhảy lên. À đi giờ. Từ từ thôi mấy đứa, cẩn thận coi chừng có người tới. Ủa, đâu, từ từ. Ê, xuống. Chết. Xuống lại em ơi, xuống lại. Ồ, quên. Có người tới tràn kìa. Ông bảo vệ, Nó đang cầm cái gì trên tay vậy, nó cầm cây súng rồi, nó tính bắn tụi mình chết hay gì vậy? Ôi, sợ quá, nấp rồi. Ui. Ồ, cứu. Ê, có đồ ăn. Chú. Nhầm. Ăn đi mấy đứa, ăn đi. Ngầm. Ăn đi ba, ăn no rồi. Nó đợi, phải đợi cái hàng cha đó đi mới được. Ông nội này, sao giờ này ông còn chưa đi ngủ nữa? À, ông cho mình ăn tối á, ăn nhiều bữa tối dễ bị béo bụng lắm ơi. Bụng mập lắm. Nhìn ba là mấy đứa biết rồi. Hồi trước ở nhà mẹ mấy đứa cho ăn tối không. Mẹ làm đồ ăn ngon quá mà. Ừ, mẹ làm đồ ăn rất là ngon. Rồi. Ba xé thịt ra cho con đi. Nè, thịt nè. Ba đang nhai, ba đang xé ra cho mấy đứa ăn. Cảm ơn ba.
Em ăn đi em, ăn cho béo lên, em ốp nhách quá. Ba ba. Em nhỏ đâu rồi? Em quay lại liền. Thằng Út đâu rồi? Sóc ơi, thằng Út đâu rồi Sóc? Nó phá, nó đi đâu mất tiêu rồi. Thằng Út. Ê Sóc, thấy thằng Út đâu không? Thằng Sóc. Út đi tè rồi, chờ thằng Út một tí. Út đi lại. Kìa nó kìa bà ơi, kìa. Đồ ăn sau lưng em kìa. Quay lại sau lưng. Nè, đồ ăn nè, đồ ăn nè, đồ ăn nè, đồ ăn nè, bà đưa nè. Nó okay. Nhồi, nó nhồi quá bời. Ngầm. La liếm. Lạ quá. Bây giờ đợi cái thằng này đi thôi. Thằng nãy chưa chịu đi nữa. Đi đi. Chưa chịu đi nữa. Ôi, đi đi. Hình như đi, nó đang nghi ngờ tụi mình đang định làm gì không? Mình giả bộ mình đi. Nó đang nghi ngờ đó. Thôi giả bộ đi ngủ, giả bộ đi ngủ, giả bộ đi ngủ. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ mấy đứa ơi, đi ngủ. Mình đó ở đây nó đâu có thấy đâu. Giả bộ còn nó ngủ ở đây. Nó biết. Sao Ok nó đi rồi, nó đi rồi. Nó đi rồi, mấy đứa chậm chậm nè. Bây giờ mấy đứa đứng mình khúc gỗ, mấy đứa nhảy lên. Biết đường đi không? Để con đứng ra khúc đỗ, còn biết rồi, đứng khúc đỗ. Rồi nhảy lên trên cây. Nhảy lên trên cây. Rồi giờ nhảy vòng, lên. Vòng ra đằng sau, vòng ra đằng sau. Vòng ra đằng sau. Rồi nhảy lên. Thằng xanh sao mày không đi đi thằng Út? Thằng Út sao mày không đi đi con? Con đi đi theo anh kìa. Đây khó nhảy quá bơi. Ba kêu đi đường đằng này, bên này nè, đi qua bên này nè. Đi đâu đi nào? Đi vòng qua, ừ. À, ôi, đây có đường luôn, không? Rồi đây nhảy lên nữa. Biết ai chỉ đường này không? Hay là nãy ba nói ăn sóc rồi. Ồ, ba già, ba quên. Ba già, ba lẫn rồi. Cẩm cẩm ơi. Ôi. Ba được không? Ba được ơi. Được. Rồi, đúng rồi, giỏi lắm. Bẻ lẽ, em ơi. Ủa nó rồi. Sóc ơi, tao nói chuyện với mày. Đứa em rồi. Với chú. Thằng em. Em ủa thằng em nó bị lắc á bơ. Thằng em nó bị lắc. Nó lắc đúng rồi. Đi em ơi, lẹ. Đi, không thấy ai hết, em thấy hai người vẫn đứng ở đó. Đâu, anh đang đứng dưới cầu nè. À, rồi, anh thấy rồi, em. Rồi. Đi. Giờ ba đứng đây mà nói chuyện với bạn Sóc. Vô đây đi. Ôi. Hình như có người. Ôi, lên. Còn hình như có đứa đứng cạnh á. Từ từ thôi nha, từ. Giờ sao ba? Còn đường. Từ để anh ra. Anh trước. Để anh ra trước cho. Từ đứng coi. Ôi. Từ. Anh thấy nó đang làm gì, nó không thấy mình đâu. Đi từ thôi. À, canh ổng nó ổng bảo vệ ổng đi ngủ đi. À. Ổng ngủ chưa? Đứng dưới trong mấy cái cây này anh. Ê, từ. Núp trong đây này, trong đây nè. Ừ, núp. Núp vô cây dừa có ma. Núp vô cây dừa. Rồi, để anh ra. Rồi, ok. Có ai không anh? Có ai không? Rồi, để anh đang núp nè. Nó nhỏ thôi. Rồi, ổng còn đứng. Ồ. Sao giờ này chưa đi ngủ nữa cha? Đi. Ghê đi chứ. Ghê quá à. Giờ làm sao? Ê, ở đây có cái cổng này, sau lưng anh có cái cổng này anh. Nhưng mà ổng còn đứng đó rồi. Mình mở cửa, ổng nghe sao? Đợi ổng đi hả? Từ. Ổng đang đi. Rồi ổng đi mất tiêu rồi. Rồi, mình okay. Mở cửa đi. Ê, mình cắn cái này lên. Cắn sao? Không. Không. Ơi, được rồi nè. Rồi mở cửa rồi, đi lẹ. Không biết phải đường này không? Em đâu, đi theo anh nè. Ồ. Ở đây có hai đường luôn. Nhiều đường vậy? Đi đường này hả? Đường này không có chỗ ra. Đi thử đường này đi. Anh cũng không biết nữa. Chạy lên lên, okay. chạy lên. Ê! Cái cỏ này quen. Ủa cái này hình như là chỗ cái phòng của mình nè. Bơi. Ủa mấy đứa hay quá. Bây giờ ba phải làm gì giờ? Ba phải đậm hết này ra hả? Từ để con kiếm coi có chỗ nào mà có mở cái cổng này ra không? Em thấy cái nút nào không em?
À, có cái nút nào ở đây không? Ồ, sao không có cái nút nhỉ? Rồi ta. Ba gán đợi ở trọng tí đi nha. Rồi, để con, ba sẽ để con kiếm cái nút đã. Ờ. À, chắc là cái nút này. Mấy đứa cẩn thận đó nha. Cái nút này nó giấu ở đâu đây nè. Ồ. À. Ê, đây có cái nút nè. Ồ, vậy hả? Mở. Ồ. Ủa, mở ra nè. Đợi ba một chút. Ba cắn mấy cái cỏ này ra đi. Ôi. Ôi. Thằng em đâu? Ủa, thằng em rồi. Tại sao không giữ nó? Con lo mở cửa cho ba mà. Rồi nó chạy đi đâu chơi nữa rồi. Trời ơi, em đâu, đi đâu rồi? Em đâu? Em đi kiếm nút cho ba để em lạc rồi. Ê, ba có người quay lại. Nấp vô. Nguy hiểm quá. Sao mấy đứa không nói sớm là ở đây có người? Con đâu biết đâu. Ôi, nó khóa cửa lại. Ăn kiếm nước đi đâu. Vậy là hồi nãy thằng đó nó tưởng là nó chưa khóa cửa đó ba, nên nó quay lại nó khóa cửa đó. Bây giờ làm sao để đi bây giờ? Bây giờ hả, con nghĩ... Ba bụng lắm á, mấy đứa nhỏ mấy đứa đi qua được chứ ba không qua được đâu. Để từ từ. Wow. Coi mấy đứa nhẹ nhẹ thôi, từ từ. Có ai không? Ý, nhảy ra được nè. Để coi con cái nút. Con sẽ mở cửa cho ba. Ga. Đi ra được rồi. Đi ra được rồi. Bây giờ mình phải đi tìm mẹ đúng không ba? Đi tìm mẹ. Bây giờ cái... chúng ta phải đi tìm. Nếu mà mẹ cái con còn sống, nếu mà bị bắt. Ê! Từ từ nút đi từ từ thôi, coi chừng chúng cái coi chừng có ông bảo vệ ông phát hiện á. Mẹ các con nếu mà ở trong đây thì có thể là mẹ con sẽ ở những cái chuồng khác giống như chỗ chúng ta đang ở. Ở kia có con vịt cơ bơi. Con gà. Mình lẩm mình thịt nó đi. Mấy đứa vô được, ba vô không được, ba bự quá. Nè, ba quá bự. Con gà nè. Rồi để ba ăn nó cho. Ba ăn con ở ngoài, mấy đứa vô trong để ba ăn đi. Đồ ăn thơm. Ngâm. Ủa, đây quá trời đồ ăn luôn. Ủa, xích trời tùm lum á. À. Ê, ngoài này có con nhện, ba ăn con nhện luôn. Ôi, ba ăn tạp quá. Ủa, có hamburger nè. Có trời chuối đâu, đủ thứ luôn. Wow. Trái cây đâu luôn. Ôi, lâu rồi con mới được ăn trái cây á. Ngon. Ôi, xúc xích kìa em ơi. Em thích ăn xúc xích lắm kìa. Vô ăn xúc xích. Ê, đi. Thằng bảo vệ, coi chừng thằng bảo vệ núp. Ê, con núp. Con núp trong đây rồi, núp trong đây rồi. Em núp rồi nha. Ờ, anh nấp trong đây rồi. Rồi, xong, nó đi rồi mấy đứa ơi. Đi ra lại lên. Đi rồi. Rồi, thằng hai đâu rồi, thằng hai đâu rồi. Để, con nè, con sau lưng ba nè, con ở chỗ. Đi tiếp. Ở đây có cái bản đồ kìa. Ô, cái bản đồ. Ồ, ba. Ô, có thể là mẹ cái con sẽ bị bắt ở đâu đó quanh đây. À, vậy là bây giờ mình sẽ tìm kiếm những cái chuồng quanh đây để chúng ta giải cứu cho mẹ đúng không ba? Đúng rồi. Em đâu rồi? Em vẫn đang trốn. Em vẫn đang trốn. Ok, trốn trong đó đi. Đây rồi. Đây là cái bản đồ, vậy là chúng ta sẽ tìm kế hoạch để giải cứu mẹ thôi. Ok. Xin chào mọi người và cảm ơn các bạn đã xem cái clip này. Thì đây là một cái series mới của tụi mình. Và cái series này là làm theo một cái phong cách mà đó giờ các bạn gọi là lạ, rất là lạ. Ít có hiện tại thì theo mình biết là ở thị trường Minecraft ở Việt Nam thì chưa có một cái nhóm nào làm theo một cái phong cách như thế này. Thì hy vọng là các bạn thích cái thể loại như thế này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và đừng quên để subscribe ủng hộ cho Nấm Rumble, Úp Jenny, Úp Max và Chuối nha. Và nhớ share video hậu mình. Cứ trên 100 lượt chia sẻ thì mình sẽ ra tiếp tập tiếp theo thôi. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại. See you and high five. High five. Bye bye. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha.